bạn gái và em trai ra Hà Nội cổ vũ Văn Lâm. Thủ môn Đặng Văn Lâm được tiếp lửa từ bạn gái Yến Xuân và em trai Đặng Văn Mạnh khi Bình Định đối đầu câu lạc bộ Hà Nội trong trận chung kết cúp quốc gia tối ngày 27 tháng 11. Hawker Yến Xuân phải ngồi trên khán đài sân vận động Hàng Đẩy cùng em trai Văn Lâm theo dõi trận chung kết cúp quốc gia 2022 giữa Hà Nội và Bình Định tối ngày 27 tháng 11. Bạn gái Văn Lâm vốn kín tiếng, không muốn gây sự chú ý của giới truyền thông nên cô đeo khẩu trang trong suốt trận đấu. Người đại diện của Văn Lâm, Andrei Grushin, cũng có mặt tại Việt Nam để cổ vũ cho anh. Ông Grushin đến sân muộn và phải gọi điện nhờ người đưa vào. Được tiếp lửa từ những người thân nhưng đây là một trận đấu không thành công với Văn Lâm. Anh phải nhận hai bàn thua từ những cú sút rất khó của Văn Hậu và Thái Quý bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Yến Xuân và em trai Văn Lâm ngồi lặng lẽ trên khán đài khi chứng kiến Bình Định thua trận 0-2. Kết thúc trận đấu, hai người thân của Văn Lâm không xuống sân để gặp anh mà đứng trên khán đài quan sát từ xa. Văn Lâm tới chúc mừng các cầu thủ Hà Nội sau trận đấu. Đây là danh hiệu thứ hai của đội bóng thủ đô ở mùa giải này, bên cạnh chức vô địch V-League 2022. Văn Lâm cùng đồng đội nhận huy chương bạc cho danh hiệu Á quân. Thủ thành mang hai dòng máu Việt, Nga thể hiện phong độ xuất sắc kể từ khi gia nhập Bình Định hồi tháng 8. Tuy nhiên, điều này không đủ để giúp đội bóng đất võ cạnh tranh chức vô địch với Hà Nội ở cả đấu trường V-League và cúp quốc gia. Phần thưởng của ban tổ chức dành cho câu lạc bộ đoạt giải nhì cúp quốc gia là 500 triệu đồng, bằng một nửa so với đội vô địch. Ban huấn luyện Bình Định động viên tinh thần các cầu thủ sau trận thua. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng, đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng hứa hẹn tiếp tục là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở mùa giải sang năm. Văn Lâm cùng đồng đội đứng theo dõi câu lạc bộ Hà Nội nhân cúp vô địch. Anh sau đó nhanh chóng rời sân thay vì ở lại chụp ảnh như các cầu thủ khác.